Thưa quý vị, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc phát động từ năm 2016, đến nay chương trình phát huy vai trò các tôn giáo Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được các tổ chức tôn giáo trong cả nước tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Trong đó đáng chú ý tại Đồng Nai, các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là các chùa, thiền viện, Phật giáo đã chủ động triển khai nhiều hoạt động cụ thể, góp phần mang lại môi trường xanh sạch đẹp cho địa phương. Tại chùa Long Phước Thọ, đóng trên địa bàn huyện Long Thành, để bảo vệ cảnh quan môi trường, hàng tuần chùa đều bố trí các tăng ni Phật tử quét dọn khuôn viên chùa. Để mang lại không khí trong lành cho khách tham quan và Phật tử khi đến đây, hàng năm chùa đều trồng thêm cây xanh, hoa. Không những vậy, ban trụ trì chùa luôn kêu gọi mọi người phải có ý thức bảo vệ môi trường khi đến viếng hoặc tham quan. Chùa Long Phước Thọ hiện nay cũng rất quan tâm đến bảo vệ môi trường và trồng rất là nhiều cây xanh cho thoáng mát để quý Phật tử đến tham quan. Chúng tôi cũng rất kêu gọi mọi người, Phật tử đến tham quan và quan khách đều giữ gìn môi trường sạch sẽ, thoáng mát. Tăng ni Phật tử tỉnh Đồng Nai là đã thực hiện được theo cái chương trình của Mặt trận. Thứ nhất là thuộc về cái vấn đề môi trường. Môi trường thì nó có nhiều cái hình thức môi trường, là trồng cây gây rừng, là để giữ cái môi trường, giữ cái sinh thái cho đời sống của đồng bào, là chùa vừa trồng mà cũng vừa là kêu gọi Phật tử cũng như làm theo. Thực tế không phải mới đây mà từ những năm sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng theo lời dạy của Bác Hồ. Đến nay các chùa, thiền viện trên địa bàn tỉnh đã trồng hàng ngàn hecta rừng, góp phần bảo vệ lá phổi xanh cho Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung. Và tới giờ này thì Quan Âm Tu Viện cũng như là chư tăng ni trong tỉnh, theo tính theo riêng mà Quan Âm Tu Viện thì quản lý là trên 1.000 mẫu hecta là thuộc về cây gây rừng, tất cả các loại, ở trong đó là thuộc về những loại cây lâu năm và có những cái loại cây mà trồng theo kế hoạch là lấy ngắn để nuôi dài, như là cây tràm bông vàng. Ở cả tỉnh Đồng Nai thì riêng ở Đồng Nai thì hiện nay đó thì là khoảng là cũng là trên là 2.000 mẫu. Có thể nói việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng, phù hợp với giáo lý, đặc điểm tôn giáo cũng như mục tiêu tham gia hoạt động cộng đồng mà từng tôn giáo đặt ra. Chính vì vậy, đồng bào các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã xem đây không chỉ là phong trào mà là hoạt động thường xuyên của tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Hoạt động bảo vệ môi trường của các tổ chức tôn giáo đã và đang từng bước tạo thói quen, nếp sống và ý thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn vệ sinh trong người dân, góp phần đẩy lùi nạn ô nhiễm môi trường cũng như hậu quả của nó gây ra mà con người đang phải gánh chịu.